ơi, khu ẩm thực này đông vui quá. Dạ. Ê, chờ vui không? Dạ vui. Rồi chợ này quá vui luôn á. Uống dữ vậy. Nhìn hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Ngon không cô? Cho ba miếng. Cũng ba miếng đi Tiger. Tiger đút ba một một miếng nha, mâm mâm mắt. Tay ba lô. Tay ba lô ở chặn luôn hả? Phơi phơi nắng mà. Rồi. Tay ba lô ở chặn luôn mà dữ dằn luôn rồi tay ba lô. Giờ mình đi đâu nè? Đi lẹ lẹ nóng quá nè. Rồi mời đồng chí đi vô xem tham quan chợ cồn hả? Chợ cồn đi vô là chưa giờ đi chỗ này luôn á. Ôi lì đòn dữ chưa? Dạ khu ăn uống ở đâu cô? Dạ. Khu ăn uống nó nằm ở đâu? Qua luôn đi đi anh. Thẳng luôn hả? Dạ. Ở nè đó, cái khu này chợ đồ ăn nó mới ghê này. Ôi ôi. Rồi, đông vui vậy. Ê, hey, mẹ thích ăn bánh này rồi ba. Vâng, rồi, dạ đi vòng để cho con xong quyết định ra ăn cái gì nha. Ba, 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 ba. Bánh bột lọc. Ờ, bánh bột lọc, bánh ướt rồi đủ thứ nha. Ôi, hấp dẫn quá hả? Ơi, khu ẩm thực này đông vui quá. Dạ. Ê, chờ vui không? Dạ, vui. Rồi, chợ này quá vui luôn á. Ở đây đặc biệt là bánh, bánh, bánh lọc với lại bánh bèo, bánh ướt. Là mình để mình đi sơ sơ mình thấy khoảng chừng chục quán á, cho nên nếu mình ăn quán này mà không ăn quán kia là không được, phải ăn lúc 10 quán. Phải ăn lúc 10 quán. Hả? Cuốn thịt heo có không anh? Bánh tráng cuốn thịt heo, hai đầu da. Rồi gian hàng khô kìa, trời ơi khô kìa. Ôi bánh canh cua kìa cũng ngon kìa. À, bánh canh Nam Phổ. Wow. Nhìn hấp dẫn ha, lạ ha ba ha. Nè, có thể ăn cái này cho dễ ăn nè. Trời cái chợ kìa, lâu lắm rồi mới thấy có cái món cái chợ mà vui vậy luôn á. Ba, quán của mẹ nè ba. Hả? Quán bé Dân nè. Bé Dân. Bé Dân. Nóng quá, tội nghiệp quá à. Trời ơi, nóng quá con ơi. Sexy luôn nè. Ừ. Nhưng mà nó thấy đông vui quá đó. Nó quên đi. Không mấy mình đi mình mua kem đồ đó đi mà. Vâng anh nói có chỗ nào bán kem không? Chứ em thích ăn kem. Dạ, xin đi rồi, ok rồi. Nè nè, Dân Anh ơi, Dân Anh ơi. Dân Anh kìa. Uống trà tắc đi. Uống dữ vậy. Cho tay gờ uống miếng đi. Uống trà tắc đi con. Hút. Ôi đã quá. Kìa bánh lăng kìa. Ở đây cũng có bánh canh. Hay mình ngồi ở đây ủng hộ không? Lăn đồ kìa mà cho con ăn đi. Nào quán này ngồi đi, quán vắng ngồi cho khỏe. Quán vắng ngồi cho khỏe. Vừa ủng hộ luôn. Ủng hộ, ủng hộ. Đây có bánh canh luôn nè, có bánh canh Nam Phổ luôn nè. Rồi vô luôn. Wow. Đi nướng quá. Má rồi. Lấy nó miếng chả rồi bà.
nóng cái này nè. Nó bực. Đó, 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 đó. Đây, đây, em đang mở, mẹ mở. Đây, đây, con đang mở ra. Rồi, mẹ mở ra là nè, mát chưa? Đồ đi khám phá ẩm thực ở trần luôn, quá dữ luôn. Rồi thôi làm luôn đi, tô vậy nhiêu cân? Tô là 30, có mấy đâu. Tô 30 ngàn rồi, ok. Có ăn không? Dạ, dạ. Ăn luôn đi con, ăn luôn đi. Lấy cho bé tô luôn. Ít thêm. Dạ, nhỏ vậy đây. Rồi, tô nhỏ luôn. Kéo thêm trà đá đi. Để nè, mẹ có trà đá đây. Rồi, cho anh mấy ly trà đá đi, khẩn trương. Này trà chanh, anh uống trà đá không thôi. Cho chị một tô nhỏ luôn nha bé. Ôi ôi, giờ mà có con chai nước mát đã lắm luôn ha. Ồ, nhìn hấp dẫn quá, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Ba 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 ba. Mát đã quá. Trời đất ơi, tự nhiên cái hết hồn rồi. Ngon không cô? Dạ, bánh canh, bánh nằm, bánh một lọc ngồi ăn đi chị bé ơi. Bánh canh, bánh nằm, bánh một lọc đi. Trời ơi, đây có chỗ nào không đông hết. Hên quá, có chỗ này hơi vắng vắng chút vô được. Yeah. Review coi con. Dạ. Thấy hương vị như thế nào? Dạ ngon lắm. Dạ ngon lắm. Em lấy cái chả em. Lẹp 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 lẹp. Chả này chả heo hay chả bò? Mẹ lấy cái chả, chả cho bánh, con ăn nè. Bánh canh này có chả bò, có cái bánh canh cua, không có giống bánh canh cua trong Sài Gòn nha. Bánh canh cua trong Sài Gòn cái vị nó đậm hơn rất là nhiều. Wow. Còn vị đây là nó vừa vừa, nó thanh thanh. Cái bánh canh, cái bánh ở đây cũng lẻ hơn. Cái bột bánh ở đây nó dẻo. Không có, nó dẻo dẻo chứ nó không có dai. Nói chung mà khẩu vị mỗi vùng miền nó sẽ rất là khác nhau. Nhưng mà nhìn là thấy là thấy là cái thèm rồi. Hả? Số cái gì? Động phim gì? Dạ. Nhà mình phiêu lưu ký. Đây quá luôn chứ chẳng vợ cái đen nữa. Dạ cứ lên kênh Coleman coi là có. Mười đá. Ở đây nguyên cái khu luôn. Bà ba. Và đây có rất nhiều bà luôn. Yeah. Excellent, very good. Oh yeah. Mình Tiger giống mấy ông Tây á. Ở trần. Qua đây thì nóng dựng nổi ở trần không ạ. Tiger có vẻ hạp chả bò ha. Chả bò ngon ba. Mình thấy bánh bèo cũng ngon, bánh bột lọc cũng ngon lắm mà chắc không có đủ bụng á. Tại cái trời này chắc chắn là cái trời địa phương. Thôi nếu mà không vô sao biết được cái đặc sản của địa phương. Yes. Cảm giác ở đây chắc là cái những người dân, những cái khách địa phương nhiều hơn là khách du lịch quá. Không nói chứ bây giờ đâu có còn nhiều cái chợ mà đồ ăn kiểu này. Chợ giờ cũng hiện đại hết rồi đúng không? Vâng. Chợ mà kiểu mà như vậy là rất là khó kiếm. Cái dạng giống như từ xưa rồi. Chợ này bao nhiêu năm rồi không biết ha? Chợ này bao nhiêu năm? Là chỗ lâu rồi đó. Chó chắc lúc bé này chưa ra đời quá. Đúng rồi. Ba đời nữa. Ba đời, quán này ba đời hả? Em là đời thứ mấy? Không cho mẹ đi, đút mẹ ăn mâm mâm á. Ngon á. Gan miệng đi. Gan miệng đi. Nhâm 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 nhâm. Mát không? Mát không? Mát. Wow. Ông thích uống vậy ba. Cho ba miếng này, cho ba miếng. Nè. Hai cái má đỏ lên luôn. Cho ba miếng. Cũng ba miếng đi Tiger. Tiger đút ba một miếng nha, mâm mâm mắt. Thích thì do ông thích thôi. Cho mẹ miếng đi. Tiger đút mẹ miếng nha. Không luôn hả? Mâm mâm miếng, cho mẹ mâm mâm. Cái nào con không thích thì con sẽ nhường. Còn cái nào con thích con hết.
Sao con, ngon không? Ngon hả? Ngon mà ngon sao? Ngon hả? Ngon. Ngon thôi hả? Khác gì bánh canh cua ở nhà không? Đúng rồi, chắc cho thì anh đi, dân anh đi theo ba thời gian quá. Lên cái bụng phì lũ giống như ba, ờ ổn liền. Ăn thử coi nó ra sao. Ồ, cái này mình ngộ hả? Dài. Ồ, cái vị nem này nó chua chua giống như nem Thanh Hóa quá. Ngon hả? Ừ. Thôi, vậy đi ha. Không, mình đi ra đây luôn nè, mình coi có gì hay không. Dạ. Đi cho biết.